And he's given possession away in a dangerous place. He's unstoppable with the ball. Can he finish it? Shoots! Easy decision here. It's got to see how close that one was to doing it. Good tackle by the keeper. Ferguson. Passed out wide there. A bit too much to the opposition now. Lovely pass in here. Played wide. Passed inside. Great dribbling. With a chance. He shoots. Nice finish there. And he's found the back of the net. What a great goal. And we need to see that goal again. Việt Nam ngay ở những giây đầu tiên. Nhưng không chỉ là bàn thắng của Tuấn Tài, chúng ta đã thấy ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mani. Danh Trung và khả năng hoạt động. Đó được lợi thế và sẽ có những tính toán. Phan Tuấn Tài đã có một kỳ SEA Games 31 thành công và anh nối thì U23 Việt Nam sẽ có phần châu Á. Khá nguy hiểm, đó là bàn thắng dành cho U23 Việt Nam. Chưa đầy 20 giây. Quá bất ngờ với những gì đã diễn ra tại Vinicor. Chúng ta đã sớm có được lợi thế. Người ghi bàn đó là Tuấn Tài. May mắn phần nào đó đã đứng về phía U23 Việt Nam. Thank you.
Goes to the... Oh, he shoots! Goes to block that. Defender then back on the ball. Oh, determined challenge there. It's 2-0. Oh, half time. Striker's ball. Gets the shot in. Lovely score there. Simply a brilliant goal. Found the top corner of ease. He gave the goalkeeper little chance. Full finish. Let's see what difference the change makes. It's 3-0 now. Oh, determined challenge there. Striker's ball. That's the final whistle break.